Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ngày 19 tháng 1, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều và đêm mai ngày 20 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đáng lưu ý khoảng ngày 22 tháng 1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Từ chiều và đêm ngày 20 tháng 1, Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh, lên dần cấp 2 đến 3, từ ngày 22 tháng 1 mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến 5, giật cấp 6 đến 7. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm ngày 20 tháng 1, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, từ ngày 22 tháng 1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Cơ quan khí tượng cho biết, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, khu vực Bắc Trung Bộ từ 9 đến 12 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13 đến 16 độ. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Đặc biệt vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, cơ quan khí tượng cảnh báo. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều ngày 20 đến ngày 22 tháng 1, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông từ ngày 22 đến 24 tháng 1, mưa rào và rông, cục bộ có mưa to dịch chuyển vào khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét mưa đá và gió giật mạnh. Riêng thời tiết thủ đô Hà Nội, trưa và chiều nay ngày 19 tháng 1, giảm mây và gia tăng nắng, nhiệt độ mức khá cao với 25 đến 27 độ. Tuy nhiên, hình thái thời tiết sương mù, mưa phùn và nắng nhẹ những ngày qua sẽ nhanh chóng kết thúc khi đợt không khí lạnh mạnh tràn về. Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh tràn về liên tiếp, nhiệt độ thủ đô Hà Nội có khả năng xuống mức 8 đến 10 độ. Thông tin về nhiệt độ Hà Nội có thể xuống đến 5 đến 6 độ cũng là một phương án có thể xảy ra, nhưng tại thời điểm hiện tại, đây không phải là khả năng cao nhất. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, khoảng đêm ngày 20 tháng 1, bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh từ phía Bắc sẽ tràn tới Hà Nội, kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao, thành phố Hà Nội có mưa rào, rông vài nơi vào đêm 20 ngày 21 tháng 1, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2 đến 3, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, vùng núi các huyện Ba Vì, Sóc Sơn từ 15 đến 17 độ. Khoảng ngày 22 tháng 1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm, kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao, thời tiết khu vực Hà Nội mưa rào rải rác và có rông vài nơi, trời rét đậm, rét hại từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 1, thành phố Hà Nội rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 10 độ, vùng núi từ 7 đến 9 độ. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm, ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp làm gãy đổ cây cối hư hại nhà cửa các công trình giao thông cơ sở hạ tầng mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp